punto de fracasar. Dice algo brillante para revertir el efecto. Đây là mô hình hệ mặt trời em làm. Các hành tinh có thể quay quanh mặt trời để em thực hiện nhé. No era extraño, porque Carmen no es ingeniera química y también es la peor. Por suerte, el problema es obvio. Regulador de retroceso. Para cuando se arregle. Cuối tuần hết lên rồi. Dự án của em quá tệ, Lisa. Arreglado. Ý thầy là lần sau cố gắng hơn nhé. Mình ghét ông thầy này quá. Sao hắn dám bắt mắng Lisa như vậy chứ? Bình tĩnh nào anh bạn. Podría hacerte una lista.